Nam chị đẹp Lunas xúc động khi được khán giả đón nhận. Lunas chính thức trình diễn ca khúc đầu tay Moonlight. Khổng Tú Quỳnh nhiều lần bật khóc vì hạnh phúc. Ninh Dương Lan Ngọc và Trang Pháp khẳng định Lunas là nhóm nhạc đặc biệt vì tập hợp những nghệ sĩ đã thành danh và nổi tiếng. Về phía Diệp Lâm Anh và Huyền Baby, hai thành viên luôn khiến khán giả đứng ngồi không yên. Sau khi chính thức trình làng MV đầu tay tên Moonlight, nhóm nhạc nữ Lunas có buổi showcase debut vào cuối tuần qua tại một trung tâm hội nghị ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông báo từ ban tổ chức, sự kiện dự kiến diễn ra từ lúc 15 giờ với sự dẫn dắt của Mitty, song từ sớm, nhiều fan đã có mặt xếp hàng mong chờ được gặp gỡ thần tượng. Ai cũng mong chờ được chứng kiến màn biểu diễn trên sân khấu đầu tiên của nhóm nhạc Lunas từ sau khi công bố thành lập. Lunas là nhóm nhạc nữ quy tụ 5 nữ nghệ sĩ với 5 màu sắc, cá tính khác nhau gồm Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby và Khổng Tú Quỳnh. Dù đã bước sang tuổi U40, nhưng các cô gái cho thấy nguồn năng lượng và sự hết mình trên sân khấu. Từ đó truyền cảm hứng đến các khán giả về hành trình vượt qua những rào cản để làm những điều mới mẻ. Ngay từ thời điểm công bố thành lập, nhóm nhạc Lunas đã nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Xin chào, chúng mình là Lunas! Trên sân khấu, 5 nghệ sĩ có màn chào sân, giới thiệu và thể hiện những tiết mục solo đầy ấn tượng. Các thành viên của Lunas cũng có những màn giao lưu hài hước khiến khán giả đứng ngồi không yên vì những biểu cảm đáng yêu và sự gắn kết trên sân khấu. Diệp Lâm Anh nói khi nhận được lời mời từ tập đoàn E1, cô quan điểm ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Người đẹp nói hiện tại bản thân đã bước sang tuổi U40. Việc được debut trong một nhóm nhạc là một cơ hội đặc biệt nên cô quyết định trở thành thành viên của Lunas. Bà mẹ hai con tâm sự, dù hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực nghệ thuật, song ở lần debut với vai trò một mảnh ghép của một nhóm nhạc, cô không tránh khỏi cảm xúc hồi hộp. Chính sự yêu thương, ủng hộ của khán giả đã tiếp thêm động lực để Diệp Lâm Anh hoàn thành phần trình diễn độc đáo trên sân khấu. Đồng thời khi nhận được câu hỏi của khán giả, Diệp Lâm Anh chia sẻ trong thời gian tới, nếu có thời gian rảnh, cô mong muốn có dịp cùng các thành viên của Lunas đi du biển để có màn đọ dáng với bikini. Xuất hiện tại showcase, Ninh Dương Lan Ngọc mang tới nguồn năng lượng năng động và khiến khán giả hâm mộ bật cười với loạt khoảnh khắc hài hước. Nữ diễn viên diện váy ngắn tôn vóc dáng tại sự kiện cùng các thành viên khác khoe vũ đạo nóng bỏng. Ninh Dương Lan Ngọc thừa nhận hát còn hơi dở một tí. Tuy nhiên nữ diễn viên bày tỏ hy vọng rằng mọi người sẽ cùng ủng hộ cho các thành viên của Lunas trong thời gian tới. Trong buổi gặp gỡ, mỹ nhân sinh năm 1990 ghi điểm bởi nguồn năng lượng dồi dào, thoải mái giao lưu cùng fan. Lan Ngọc cũng có màn giận dỗi Trang Pháp vì không nhớ ngày sinh nhật của mình. Chứng kiến sự yêu thương của khán giả dành cho mình và nhóm, Khổng Tú Quỳnh rơi nước mắt vì xúc động. Em út của Lunas vội lau nước mắt trên sân khấu, gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã ủng hộ nhóm. So với các chị, Khổng Tú Quỳnh còn chút rụt rè. Tuy nhiên nữ ca sĩ có màn diễn tả đặc điểm nhận biết với Huyền Baby, Trang Pháp khiến fan được fan bật cười không ngớt. Huyền Baby khiến khán giả trầm trồ vì nhan sắc xinh đẹp tại sự kiện. Cô chọn chiếc váy tím, tôn vóc dáng nóng bỏng. Trên sân khấu, hot girl đình đám một thời hào hứng khi giao lưu cùng hội chị em. Cô bị Ninh Dương Lan Ngọc kể xấu chuyện thường xuyên mang một ba lô nhỏ phía sau chỉ để đựng một cây son. Huyền Baby cũng khiến hội chị em được fan đứng ngồi không yên khi lần hiếm hoi nói giọng miền Nam trên sân khấu. Huyền Baby cũng tiết lộ cô đã phải thuyết phục chồng và giao ước thực hiện một điều đặc biệt nếu được tạo điều kiện hoạt động nhóm nhạc. Trên sân khấu, Trang Pháp rưng rưng xúc động vì ước mơ thành lập một nhóm nhạc cách đây 16 năm đã thành hiện thực. Nữ ca sĩ có màn bối rối khi bị hội chị em kể xấu trước các khán giả. Không hề kém cạnh, Trang Pháp cũng tranh thủ tiết lộ điều bất ngờ về Lan Ngọc khi đi thu âm. Khi bước vào phòng thu, mình sẽ không thấy Lan Ngọc đứng ở cạnh micro mà chỉ thấy Ngọc nằm đâu đó trong một góc phòng, Trang Pháp nói. Ở cuối chương trình, Lunas có màn khoe vũ đạo đầy ấn tượng với các khúc vừa được trình làng Moonlight. Tất cả khán giả có mặt tại sự kiện như vỡ òa, hòa chung với không khí sôi động mà 5 thành viên nhóm mang đến. Cuối chương trình, các thành viên Lunas vỡ òa cảm xúc khi được lắng nghe những lời tâm sự của các khán giả hâm mộ và người thân. Người nghệ sĩ nổi tiếng là bạn bè của các thành viên Lunas cũng gửi nhiều lời chúc đến 5 chị em như rapper Big Daddy, ca sĩ Emily. Đón nhận những tình cảm đặc biệt này, 5 chị đẹp bật khóc và biết ơn vì sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Tôi biết mỗi thành viên sẽ có một lượng khán giả hâm mộ khác nhau, nhưng tôi hy vọng tất cả mọi người hãy cùng nhau đồng lòng, nắm chặt tay như 5 chị em chúng tôi. Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ. Trang Pháp khẳng định Lunas là nhóm nhạc đặc biệt. Mỗi thành viên đều có lịch trình cá nhân bận rộn nhưng luôn hướng trái tim và dành tình cảm cho Lunas. Moonlight chính là ca khúc debut của Lunas đạt được nhiều thành tích ấn tượng từ khi ra mắt.
Không phải các bảng xếp hạng âm nhạc và MV cũng leo lên top 1 trên YouTube sau 17 giờ phát hành. MV chính thức đạt 1 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube sau 46 tiếng phát hành. Song song Moonlight hiện đang thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc ở các nền tảng như là iTunes Việt Nam, top 1 NCT Chaining Music. Thành tích này là nguồn động lực để Lunas tiếp tục mang đến những dự án mới phục vụ khán giả trong thời gian tới. Với đội hình 5 thành viên, đây là con số thường thấy ở các nhóm nhạc K-pop. Sở dĩ nhóm nhạc càng đông sẽ càng khó phân chia vai trò. 5 là một con số đẹp và hợp lý, đảm bảo khó có việc thiệt thòi về thời lượng hát và lên hình. Trong ấn tượng đầu tiên khi xem MV Moonlight, nhiều netizen nhận xét Ninh Dương Lan Ngọc nổi bật và dự đoán Ngọc Nữ Mạn Ảnh sẽ là thành viên chiếm sóng nhất nhóm. Nhưng trong tổng thời lượng hơn 3 phút, Ninh Dương Lan Ngọc chỉ xếp thứ tư với 22,7 giây cắt giọng. Theo đó, Ninh Dương Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh là hai chị đẹp xếp chót trong bảng chia thời lượng. Diệp Lâm Anh chỉ có 18,1 giây cho like cá nhân. Bù lại trong các phân đoạn Dance Break, cô được bù spotlight và được biết đến như là main dancer của Lunas. Xếp giữa là bé dâu Khổng Tú Quỳnh với 23,8 giây. Huyền Baby gây bất ngờ khi xếp thứ hai trong tổng thời lượng với hơn 36 giây cắt giọng, có nhiều phân đoạn cá nhân ấn tượng. Dân tình cũng cho rằng Moonlight như là dành riêng cho Huyền Baby khoe thế mạnh visual. Quả thực cô đóng vai trò đại diện màu sắc nhóm và được ưu ái khá rõ ràng trong MV lần này. Như một lẽ đương nhiên, xếp đầu tiên về thời lượng hát chính là Trang Pháp. Không chỉ đảm nhận về phần sáng tác, sản xuất ca khúc mà chị đẹp Trang Pháp còn là quán quân của chị đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Nói như các chương trình sống còn tuyển chọn nhóm nhạc, Trang Pháp chính là center của Lunas. Với bảng chia thời lượng này, các fan chị đẹp cũng phần nào cảm thấy hợp lý. Ninh Dương Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh đều có đất diễn phát huy thế mạnh dù không nhiều live hát. Chị đẹp Trang Pháp và Huyền Baby là hai đại diện phù hợp nhất thể hiện tinh thần của ca khúc. Tuy có sự chênh lệch về thời lượng gần như là gấp đôi giữa vị trí 2 của Huyền Baby và 3 của Khổng Tú Quỳnh, nhưng khi lên hình, vấn đề này đã được cân đo đong đếm để ai nấy đều có cho mình giây phút tỏa sáng. Không soi kỹ, sẽ không nhìn thấy được sự chênh lệch. Ca khúc Moonlight được ví như là miếng bánh ngọt, ai cũng được chia phần như ý. Không ngoài dự đoán, sự cộng hưởng của năm nàng thơ đã giúp Lunas thu hút sự quan tâm khổng lồ của khán giả ngay sau khi xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ sau một tháng, fanpage chính thức của Lunas đã cán mốc 52.000 người theo dõi, 35.000 lượt thích. Các video quảng cáo trên TikTok của nhóm đều đạt được hàng chục, hàng trăm ngàn lượt xem và nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng người hâm mộ. Cộng đồng người hâm mộ của FC Lunas Official của nhóm hiện đang có 21.000 thành viên. Ngay từ khi chị đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2024 công chiếu, các tân binh U40 của Lunas đã sở hữu hiệu ứng truyền thông đáng chú ý khi tên tuổi liên tục được hâm nóng bởi khán giả theo dõi thông qua các kênh mạng xã hội. Không phóng đại khi nói, Lunas là nhóm nhạc tinh hoa hội tụ khi sở hữu các thành viên có nhan sắc và tài năng nổi bật. Còn các bạn nghĩ sao về các thành viên của nhóm Lunas và sản phẩm Debut của nhóm? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé!